Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về khái niệm, nguồn gốc ra đời, đặc điểm và hiệu quả của bộ môn nhảy đường phố Superdance. Trong phần tư vấn và chỉ dẫn, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn tới quý vị khán giả 4 bước nhảy cơ bản đầu tiên của bộ môn này. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ huấn luyện viên Mai Thị Hương, người đã đưa bộ môn Superdance về Hưng Yên. Thưa quý vị, trong các bộ môn nhảy thể thao hiện đại, Superdance là một trong những bộ môn nhảy hiện đại được giới trẻ yêu thích và theo đuổi hiện nay. Superdance ra đời trên thế giới từ những năm 80 nhưng tới tận 2009 mới có mặt tại Việt Nam. Điệu nhảy Superdance có nguồn gốc xuất xứ từ các vũ điệu dân gian ở thành phố Melbourne thuộc nước Úc. Điệu nhảy này xuất hiện lần đầu ở các lễ hội đường phố vào năm 1980. Lúc đầu, Superdance là một điệu nhảy câu lạc bộ thực hiện trên nền nhạc reggae ngầm. Vào năm 1990, Superdance được trình diễn công khai tại một chương trình truyền hình và bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Năm 2011, có thể xem là thời kỳ hoàng kim của điệu nhảy này, Superdance chiếm lĩnh toàn bộ các bảng xếp hạng trên thế giới. Không dừng lại ở Úc, Superdance còn phát triển sang các nước châu Âu và châu Mỹ. Superdance sử dụng nhiều chuyển động ở đôi chân. Sau khi phát triển, Superdance mới dần được sáng tạo thêm nhiều vũ điệu mới. Động tác tay được đưa vào sử dụng nhiều hơn. Khác với học nhảy Zumba, thì học Superdance bạn không bị áp đặt vào bất cứ khuôn khổ nào mà bạn có thể tự do sáng tạo theo phong cách và cá tính riêng của mình. Bạn có thể biểu diễn theo nhóm, theo đội hoặc một mình. Ở nước ta, khó có thể xác định được Superdance du nhập chính xác vào năm nào, nhưng vào năm 2009 đã xuất hiện clip ghi lại những điệu nhảy đơn giản này trên YouTube. Đến năm 2011, sự ra đời của video Party Rock Anthem khiến điệu nhảy Superdance được đông đảo người dân Việt Nam biết đến. Vào thời điểm hiện tại, Super ở nước ta đã được biết đến rộng rãi và được nhiều người theo đuổi, với bằng chứng là các group nhảy đã được hình thành ở tất cả các thành phố lớn. Có thể nói, từ khi du nhập, hiện nay Super đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong suốt nửa thập kỷ qua. Giúp xương chắc khỏe. Ở các động tác đầu tiên khi mới xuất hiện, nhảy Superdance chỉ có một động tác chính là T-step. Động tác này được thực hiện mô phỏng lại hành động chạy tại chỗ của một người. T-step kết hợp giữa chuyển động gót chân, xoắn bàn chân, trượt cánh tay, đá và quay. Do đó, nó giúp cho xương, đặc biệt là vùng xương chân và cột sống được tập luyện khá nhiều. Cải thiện vóc dáng đẹp. Các bài tập nhảy Superdance sẽ giúp bạn sở hữu thân hình cân đối cùng vòng eo săn chắc, quyến rũ. Quá trình nhảy tạo điều kiện thuận lợi giúp bạn tiêu hao năng lượng, đốt cháy mỡ thừa, đồng thời sở hữu vòng ba săn chắc và tròn trịa hơn. Giảm căng thẳng. Không phải ngẫu nhiên mà các Superdance được mệnh danh là điệu nhảy đường phố, bởi sự hòa quyện giữa âm nhạc sôi động cùng với các điệu nhảy tự do, phóng khoáng sẽ giúp bạn cảm thấy vui tươi, lạc quan và giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi. Giúp bạn tự tin hơn. Thực hiện các bài nhảy Superdance trên đường phố giúp bạn cảm thấy tự tin và thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Thưa quý vị, mặc dù đã xuất hiện trên thế giới và Việt Nam cũng khá lâu, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, Superdance mới xuất hiện tại Hưng Yên. Tuy nhiên, nó đã mang một luồng gió tươi mới cho các câu lạc bộ cũng như các chị em. Hơn một năm nay, sáng nào cũng vậy, chị Hồng tại huyện Kim Động cũng dậy sớm và đi tập nhảy Superdance. Đối với chị Hồng, lợi ích lớn nhất từ bộ môn này chính là giúp chị giảm cân lành mạnh và có cơ thể săn chắc hơn. Tiếp cận cả môn Superdance này thì tôi thấy sức khỏe của tôi ổn định hơn và cái cột sống của tôi và cái khớp chân của tôi chuyển biến rất là nhiều. Trước đây tôi đều phải đeo đai mỗi khi làm việc, thế nhưng mà sau khi tập môn này tôi không còn đeo đai nữa và sức khỏe của tôi ổn định hơn. Về cân nặng thì tôi trước đây là 61 và gần 62 cân và đến bây giờ tôi còn chỉ trên 56 cân thôi. Giống như chị Hồng, chị Vân Anh tại phường Hiến Nam cũng tiếp cận bộ môn Superdance được khoảng một năm nay. Là một người chưa từng tham gia các môn nhảy kết hợp với nhạc, ban đầu chị Vân Anh gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng cho tới hiện tại, chị đã yêu thích và tập luyện Superdance mỗi ngày. Trước em bụng to lắm, 57 cân, bụng người ta cứ đi vào bầu ỏng ơi ỏng. Thế là em nhìn thấy các chị tập em thích lắm. Đầu tiên là tập không được, về sau cô giáo cứ hướng dẫn từng bước một. Thế là bắt đầu mình cứ nghe thấy nhạc mình thích, mình nhảy. Thế là từ đấy em quyết tâm em từ 56 cân, em giảm bây giờ còn 50 cân.
Em thấy thích lắm và em cái môn này là em cố gắng là theo đến lúc nào mà không nhảy được nữa thì thôi. Superdance là môn nhảy hiện đại kết hợp với âm nhạc. Do vậy, nó không chỉ mang lại lợi ích giúp cho người tập cho một vòng eo săn chắc và đôi chân khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt tinh thần. Mới khi tiếp cận ấy, thì hơi khó khăn bởi vì là mình chưa quen với các động tác nhảy giận, nhún. Nhưng mà sau khi chỉ trải qua tầm một tháng thì mình đã quen dần với những cái bước chân ấy, thì mình cảm giác như là nó người mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn. Khi mà tập ấy, thì có nhiều những cái động tác mà mình cảm giác như là mình sẽ được feel này, mình sẽ được là chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì là mình sẽ có những cái thân hình thon gọn này và cảm giác như là khi mà làm việc mọi việc nó sẽ suôn sẻ nhẹ nhàng hơn, giúp cho mình đầu óc nhanh nhạy hơn, rất là thoải mái. Là một bộ môn khá mới tại Hưng Yên, thế nhưng theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, hiện chỉ tính riêng tại thành phố Hưng Yên đã có gần 200 người thường xuyên duy trì tập luyện Superdance mỗi ngày vào 2 buổi sáng, chiều tại 3 địa điểm: quảng trường Nguyễn Văn Linh, khu vực trường Trung học phổ thông Hưng Yên và khu vực đường Đoàn Thị Điểm. Với những lợi ích thiết thực mà bộ môn này đã mang lại, trong thời gian tới, Superdance có thể sẽ còn được phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại Hưng Yên. Vâng, Superdance quả thật là một bộ môn cũng khá vui nhộn và hấp dẫn phải không quý vị? Và để những quý vị khán giả quan tâm và muốn trải nghiệm bộ môn này, sau đây, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn tới quý vị và các bạn 4 bước cơ bản đầu tiên dành cho người mới tiếp cận bộ môn Superdance. Xin chào các bạn, tôi là Thu Hương, huấn luyện viên câu lạc bộ Aerobic Sudan Hương Dương. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 4 động tác cơ bản của môn Superdance. Động tác thứ nhất, chân phải mình co lên nào. Sau đó hạ chân phải xuống, chân trái trượt ra sau, đẩy ra sau, trượt ra sau. Sau đó đổi bên, chân trái mình giơ lên và chân phải mình trượt ra sau. Bắt đầu nào, co chân lên này, trượt xuống này, co, trượt. Đây là bước cơ bản thứ nhất. Và bước thứ hai là bước đá. Dùng chân phải đá lên. Khi mình đá lên mở chân, hai chân mở căng, mở chân ra và mũi chân của mình hướng lên trên. Khi bắt đầu mình rút chân xuống, kéo chân xuống, mình lại đổi bên tay trái, mở chân ra, đổi bên, hai bên cứ như vậy, trao đổi chân với nhau, rút chân, mở chân. Và động tác thứ ba là chân phải mình bước lên. Khi bước lên, một, bước chân lên chéo, hai, bước chân trái sang ngang, ba, chân chéo lên, bốn, bước chân xuống, năm, bước chân chéo, sáu, chân trái, 7, 8. Và bước thứ 4 là bước vắt chân. 1, 2. Cố gắng là khi bắt đầu mình đưa chân trái lên, hông của mình đưa lên để nó vặn eo, làm cho eo của mình được nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là 4 bước cơ bản tôi đã giới thiệu cho các bạn. Và bây giờ sau đây mời các bạn vào bài bắt đầu, bài 4 bước. Bắt đầu nào. Bước thứ nhất nào, chân phải co lên nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bước 4 là bước cuối cùng. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy là 4 bước cơ bản trong môn Superdance. Bây giờ sau đây xin mời các bạn vào nhạc nào. Hai ba lẩy người lên nào. 4, 1, 2.
1 2 3 4 Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở phần trên, bộ môn Superdance đã xuất hiện trên thế giới và Việt Nam khá lâu. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hưng Yên, khoảng 2 năm trở lại đây, bộ môn này mới xuất hiện và được nhiều người lựa chọn tập luyện. Và chị Mai Thị Hương, huấn luyện viên câu lạc bộ aerobic Hương Dương, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, chính là người đầu tiên đưa bộ môn này tới với người dân thành phố nói riêng và đang dần dần phát triển bộ môn này sang một số huyện khác. Xuất thân là một huấn luyện viên aerobic, nhưng vào giai đoạn năm 2019-2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện, chị Hương đã phải tạm dừng các nhóm tập luyện aerobic và dành nhiều thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Cũng trong thời gian này, chị Hương đã tìm hiểu và tiếp cận bộ môn Superdance. Xem trên mạng thì thấy các bạn trên toàn quốc, trên toàn đất nước là nhảy môn Superdance, mình cảm thấy là rất hay. Đấy, sau đó mình đã nghiên cứu môn Superdance và cảm thấy yêu và mê cái môn này. Mình đã học lớp 2 lớp huấn luyện viên. Một là huấn luyện viên lớp cơ bản và lớp nâng cao. Cái môn này là môn bước nhảy đường phố. Nó giúp mình cảm thấy là đôi chân của mình rất năng động, khỏe và làm cho cuộc sống của mình nó phấn chấn và thoải mái hơn. Hết dịch, chị Hương đã tự nghiên cứu, xây dựng các bài tập Superdance dựa trên các nền nhạc và hướng dẫn các học viên cùng tập luyện trong nhiều khóa học. Hiện tại, chị cũng đang hướng dẫn tập luyện bộ môn này thường xuyên trong 2 khóa học từ 5 giờ tới 6 giờ sáng và 17 giờ 45 tới 18 giờ 45 mỗi ngày tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hưng Yên và một số lớp đơn lẻ trên địa bàn huyện Kim Động, Tiên Lữ. Số lượng học viên tham gia duy trì tập luyện đều đặn bộ môn này lên tới trên 100 người mỗi ngày. Thực sự mình rất thích cái sự nhiệt tình, nhiệt huyết của cô. Trong những cái giờ tập ngoài trên lớp ra thì ví dụ như là sau khi cái đợt mà mình bắt đầu mới tập ý, thì là cô hướng dẫn tận tình từng bước một. Khi mình chưa biết thì cô hướng dẫn tận tình từng bước một và cả những học viên mới. Lớp mình thực ra là cũng rất nhiều, có rất nhiều những các bác nhiều tuổi, cô nhiều tuổi, trên 60 tuổi trở lên thì cũng theo được hết cái môn của cô. Và cô cảm thấy như là khi vào lớp nhảy của cô thì ai cũng rất là vui vẻ. Cô đã lan tỏa đến tất cả chị em ở khu vực Bảo Khê và dưới thành phố Hưng Yên. Một số chị em cũng đã từ nhút nhát, chưa dám bạo dạn đứng trước máy quay của điện thoại, nhưng đến bây giờ là rất là tự tin và mang đến cho chúng tôi một cái niềm vui rất là tích cực ạ. Nhận thấy lợi ích của bộ môn Superdance mang lại, không chỉ về sức khỏe mà còn về tinh thần. Anh Dương, chồng chị Hương, vốn là một vận động viên điền kinh và bơi lội, cũng đã tham gia tập luyện cùng vợ. Đối với anh, bộ môn này đem lại cho anh những trải nghiệm mới lạ, đồng thời bổ trợ tốt cho các môn thể thao khác anh đang tham gia. Bản thân tôi thì tôi cũng thấy môn này là một môn có tập luyện có rất là nhiều của cái tác dụng cũng như là có hiệu quả. Vì vậy tôi cũng thường xuyên tham gia tập luyện cùng với vợ, và sau mỗi buổi tập và sau một thời gian tập thì tôi cũng đã thấy nó rất là khỏe và nó cơ thể nó linh hoạt, nhanh nhẹn hơn so với lúc tôi chưa tập môn này. Trong thời gian tới, chị Hương sẽ mở thêm những lớp hướng dẫn Superdance dành cho trẻ nhỏ. Đồng thời, chị cũng mong muốn có thể hướng dẫn, chia sẻ thêm về bộ môn này cho nhiều huấn luyện viên, các câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ khác để có thêm nhiều câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tập luyện, từ đó phát triển hơn nữa môn Superdance trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.